Trà My mến chào quý vị thính giả đang đến với podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim. Đây là một dự án được thực hiện bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và cứ mỗi tập phát sóng như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt để cùng nhau giao lưu, trò chuyện, chia sẻ về những câu chuyện, hành trình và những kinh nghiệm thực tế về những chủ đề liên quan đến ngành nghề khoa học xã hội nhân văn hiện nay. Và trong tập podcast thứ hai lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà có thể nói được bạn trẻ rất là quan tâm và nhiều bạn theo đuổi nữa. Đó chính là du lịch cầm tấm vé trên tay. Và đồng hành trong tập podcast lần này thì Trà My xin phép được giới thiệu anh Dương Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào anh Dương Đức Minh ạ. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Không biết là anh Đức Minh có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả cũng như là chia sẻ đôi điều về cảm xúc của anh hiện tại khi mà nhận lời mời đồng hành cùng với chương trình podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim không ạ? Đầu tiên mình xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng xin được bày tỏ cái cảm xúc rất là tự hào, vui sướng vì mình là một phần của nhân văn, một phần trong cái trải nghiệm học tập, có sự trải nghiệm để có thể có những cái trưởng thành nhất định trong cái công việc của mình. Và rất là cảm thấy luôn luôn có một cái động lực rất là to lớn và một cái nguồn năng lượng to lớn được khích lệ từ phía thầy cô và các bạn sinh viên từ nhà trường. Tôi hiện nay thì không còn công tác tại trường nữa, nhưng mà mỗi lần nhắc tới mái trường nhân văn thân yêu thì trong lòng nó da diết một cái tình cảm yêu mến rất là cao. Và hy vọng với những cái chia sẻ trong chương trình gắn liền với cái nghề du lịch sẽ có những cái góc nhìn vừa mang cái tính chất nó cũng học thuật mà vừa mang những cái định hướng cũng như những cái câu chuyện trải nghiệm nó hết sức đời thường để có thể chia sẻ cho quý thầy cô và các bạn hiểu hơn về nghề du lịch. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Mặc dù thì quý vị thính giả không thấy được trực tiếp, nhưng mà em nghĩ thông qua giọng nói thôi thì mọi người cũng có thể cảm nhận được là sự hào hứng cũng như là niềm tự hào qua giọng nói của anh. Và hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể là mang đến quý vị thính giả không chỉ là giải trí thôi, mà còn cung cấp thêm những kiến thức, những trải nghiệm cần thiết cho các bạn trong chặng đường sắp tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Mài Sắc. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề là du lịch cầm hộ chiếu an toàn trên tay. Và nếu mà để chọn ra ba từ nói về ngành du lịch thì anh sẽ chọn từ nào ạ? Đầu tiên là linh hoạt. Tính từ thứ nhất là linh hoạt. Cái tính từ thứ hai là tích hợp. Và cái tính từ thứ ba là cảm xúc. Dạ, là để chọn ra ba từ nói về ngành du lịch thì anh sẽ chọn là linh hoạt, tích hợp và giàu cảm xúc. Từ linh hoạt thì em có hiểu đôi phần rồi, nhưng mà còn giàu cảm xúc và tích hợp thì em còn chưa hiểu lắm, thì không biết anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị thính giả có thể hiểu hơn được không ạ? Mình xin được giải thích một cái tí xíu về cái từ tích hợp. Tại vì đối với việc khai thác và phát triển du lịch đó, nó kế thừa cái thành tựu và kết quả nghiên cứu của rất là nhiều ngành. Và ngành du lịch nó dựa vào rất là nhiều cái ngành trong cuộc sống, từ ngành công nghiệp, nông nghiệp đến các cái ngành khác. Đó là một cái ngành dịch vụ mang tính tổng hợp mà. Việc khai thác và phát triển du lịch thì người ta ví nó giống như là một cái câu chuyện tổ hợp tất cả những cái giá trị sẵn có từ cái nền tảng nhân văn và từ cái nền tảng tự nhiên. Du lịch nó vay mượn sản phẩm của tất cả các ngành khác để làm nên cái sản phẩm và cái trải nghiệm của mình. Để làm được du lịch thì không thể nào chỉ nhìn đến một thành tố đơn lẻ, mà chúng ta phải nhìn ở cái thế toàn diện và xem xét tất cả những cái giá trị tổng hợp của nó. Còn cái yếu tố thứ hai là giàu cảm xúc, thì làm du lịch là mình đưa cái dịch vụ đến với du khách đó, bằng cái trải nghiệm và bằng cái tấm lòng và cái cảm xúc của người chia sẻ. Hay nói cách khác là bằng cái thế giới nội tâm, cái người phục vụ trong ngành du lịch, khiến cho du khách cảm thấy hân hoan và ấn tượng với cái dịch vụ đó. Nó đưa ra những cái thông điệp rất là có tính nhân văn và cảm xúc. Cho nên là tôi tạm khái quát ba cái từ mà với một cái câu hỏi rất là nhanh như vậy, ba cái từ mà tôi nghĩ ngay trong đầu. Ba cái từ tính từ giống như Trà My có gợi ý thì tôi tạm nói như thế. Tại vì làm du lịch là, người ta nói làm nghề du lịch là nghề bán cảm xúc mà. Giữa cái tương liên dịch vụ á, có thể cùng cái khách sạn đó, cùng cái xe đó, cùng cái môi trường cảnh quan đó, nhưng con người với nhau trong tương tác sẽ thay đổi trong các mối quan hệ với nhau. Vì vậy nhìn giữa con người với con người, cái sự gắn kết giữa du khách và người phục vụ trong nghề, đó chính là cái sợi dây cảm xúc.
du khách sẽ ấn tượng bởi cái thái độ, bởi cái cảm nhận của mình thông qua cái cách mà người nhân viên phục vụ và truyền tải cái tình cảm cho họ. Cho nên tôi mới đưa ra cái hình ảnh đó chính là giàu cảm xúc. Dạ, qua những lời chia sẻ và giải thích cụ thể của anh vừa rồi thì các bạn cũng có thể hình dung và hiểu hơn về các yếu tố, những từ khóa liên quan đến ngành du lịch như là linh hoạt, tích hợp và yếu tố giàu cảm xúc. Thì không chỉ là chúng ta nhìn vào những thành tố đơn lẻ mà phải có cái nhìn toàn diện và xem xét các giá trị tổng hợp để mà có thể mang đến những trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách. Và nhắc đến những trải nghiệm thì em tin là khi mà chúng ta bắt đầu những bước đi đầu tiên thì sẽ có không ít những khó khăn, thử thách và chông gai. Thì không biết là anh có thể chia sẻ những khó khăn mà anh đã từng gặp phải khi mà anh học ngành du lịch không ạ? Có thể nói là những cái bước khởi đầu nó rất là chông gai, nó khiến cho mình nhớ về nhiều cái ký ức và nhiều cái kỷ niệm và nhiều cái trải nghiệm ấy. Thì theo mình cái khó khăn lớn nhất khi mà bất cứ một cái ngành nghề nào đó là cái kinh nghiệm thôi. Còn trong cái môi trường của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì mình rất là tự hào luôn, mình được học với các thầy cô rất là giàu kiến thức, các thầy cô rất là yêu quý học trò và các thầy cô rất là tâm huyết với việc vun vén và đào tạo cho chúng ta về mặt kiến thức và kỹ năng. Cái khối kiến thức mà học tại trường Nhân văn nó cho mình một hành trang rất là quý luôn, nhưng mà nó chưa có choàng hết được những cái kinh nghiệm của thực tế. Nó gắn với lại những kiến thức về mặt cơ sở lý luận, về mặt học thuật, về mặt kỹ năng nghiệp vụ, nhưng mà cái va chạm, cái tiếp xúc với mình để mình có cái cảm giác với nghề nghiệp tốt hơn đó, thì đòi hỏi cái giai đoạn đầu đó, là mình phải rất là tập trung để mình tích lũy dần dần cái kinh nghiệm của mình. Khi mà mình làm nghề thì những cái bước đầu tiên nó rất là chông gai và khó khăn. Đôi lúc mình cảm thấy sau cái nghề thực hành của mình nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì khi mình xuất hiện trước nhiều người thì cái tâm thế và cái vị thế của mình giống như là mình đang nhận lãnh nhiều cái sự tập trung quá đó, thì mình cũng sẽ rất là căng thẳng và mình hồi hộp. Rất là khó khi mà mình ở trong một cái trạng thái làm việc căng thẳng và hồi hộp á, nó rất là khó để cho mình hoàn thành cái công việc nó chuyên nghiệp được. Nhưng mà dần 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 mình thích ứng từ từ, mình loại bỏ những cái tâm lý nó giống như là cái rào cản lo lắng hồi hộp đi, mà thay vào đó là mình hình dung là mỗi lần mình sống với công việc là mình sống với cái niềm vui vì mình đã chọn công việc này và mình chọn nó giống như là một cái niềm vui để mình thực hành. Thì dần 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 mình gỡ bỏ những cái tâm lý lo lắng nó đi. Cái khó khăn thứ hai nữa là trong trước trước cái giai đoạn của mình thì thời đại thông tin nó cũng đã có những cái sự bùng nổ nhất định của nó. Tuy nhiên cái kiến thức và cái thông tin nó cũng không phong phú và đa dạng như bây giờ, và cái năng lực ngoại ngữ nó cũng hạn chế nhất định khi mà cái thời điểm đó. Cho nên việc mình tiếp cận những cái thông tin và mình cập nhật những cái kỹ năng nghiệp vụ mới nó cũng khó khăn. Đòi hỏi mình cũng cần phải có những cái kết nối khác bên ngoài nhà trường, từ phía các doanh nghiệp, từ phía các anh chị đi trước, để mình tích lũy dần dần các kiến thức mới cũng như là các kinh nghiệm thực tiễn á. Thì mình nghĩ cái gì nó cũng có khó khăn, nhưng mà mình chinh phục được nó rồi đó thì mình cảm thấy rất là vui, và trong cái niềm vui đó thì nó nhân lên rất là nhiều điều, nó cho mình thêm cái động lực, nó đẩy mình đi xa hơn. Và quan trọng hơn nữa là mỗi một lần mình chinh phục như vậy thì mình giống như là mình có một cái bước chuyển, cái vị thế công việc, cái tầm nhìn và cái cảm xúc của nghề nghiệp của mình nó thăng hoa hơn. Thì đó là những cái khó khăn mà tôi nghĩ là ai cũng sẽ phải gặp phải thôi, đó là về mặt kinh nghiệm, nhưng mà nó theo thời gian nó sẽ được gỡ ra rất là kỹ, và do cá tính của mình nữa. Nếu cá tính của chúng ta tập trung và chúng ta có cái đúc kết và chúng ta kế thừa, và có những bài học thất bại nữa chứ không phải là chỉ là những bài học thành công. Có những cái thất bại nữa, nhưng mà mình chỉ cứng nhắc, mình áp dụng lý thuyết quá vào trong cái môi trường thực hành nghề nghiệp á, thì nó lại không tạo được cái hiệu ứng công việc và không được tạo được cái cảm nhận rất là tốt cho khách hàng. Mình lấy ví dụ có lần mình đi tour, mình rất là muốn khoe kiến thức, mình thuyết minh rất là nhiều, nhưng mà khách không không muốn nghe cái điều đó trong một cái giai đoạn, một cái thời điểm nhất định nào đó. Vậy thì mình phải hiểu tâm lý của khách, họ đang cần gì. Không phải lúc nào mình cũng nói về kiến thức là được, mà mình phải có những cái kỹ năng làm sao lắng nghe được khách hàng, hiểu được các khách hàng đang kỳ vọng và mong đợi điều gì để mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Và trong cái môi trường nhân văn thì đúng với cái tên gọi nhân văn ấy, do mình một cái ứng xử nó rất là nhân văn, nó mềm mỏng và nó linh hoạt lắm. Và đây là một cái vốn quý rất là tốt của trường xã hội và nhân văn. Nó giúp cho mình luôn luôn bày tỏ được một cái sự nhiệt tình, và mọi người xung quanh, ngay cả đồng nghiệp và khách hàng, thấy được cái sự chân thành của mình trong đó. Và với cái tính cách này thì mình không dám nói là nó sẽ tạo được thành công đâu, nhưng mà ít ra nó mang lại hạnh phúc thực sự. Bởi vì công việc của mình là nó phát triển cho cái con người của mình, phát triển cho cá nhân mình,
nhưng nó cũng đem lại những cái thành quả nhất định cho công ty mà mình đang làm việc và những cái đơn vị sử dụng lao động. Chắc cái khó khăn lớn nhất vẫn là cái kinh nghiệm thực tế thôi. Và cho đến bây giờ cái kinh nghiệm thực tế trong một cái bối cảnh mới thì chúng ta thấy nó lại càng đặt ra những cái yêu cầu khắt khe. Với một cái bối cảnh đại dịch đang đang diễn ra thì cái thói quen, cái tâm lý và những cái yêu cầu thực hành du lịch của du khách nó cũng sẽ có cái sự tác động và có những cái sự biến đổi. Thì đòi hỏi mình phải thích ứng, hay nói cách khác, môi trường kinh tế văn hóa xã hội mà nó có biến động gì thì ngành du lịch nó rất là nhạy cảm, chịu cái sự biến đổi và nó chịu những cái tác động biến đổi rất là mạnh mẽ luôn. Thì đó là một trong những cái mà mình thấy cái khó khăn. Và có thể thấy kinh nghiệm thực tế là một trong những khó khăn lớn nhất đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Đòi hỏi các bạn cần phải là thích nghi và luôn cập nhật những xu hướng mới của thời đại. Và em nghĩ là một trong những khó khăn lớn của các bạn nữa chính là tạo sự kết nối. Thì không biết anh có thể chia sẻ cách để chúng ta có thể tạo sự kết nối và duy trì xây dựng mối quan hệ thật là tốt không ạ? À? Đối với cái việc mà xây dựng các cái kết nối á, thì chắc nó không diễn ra kết nối ở đâu xa đâu. Kết nối đầu tiên là mình kết nối với chính những cái người học trong lớp của mình, tại vì họ là những đồng nghiệp mà cùng quan tâm đến cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Tức là mình phải xây dựng một cái tập thể nó gắn kết thực sự, nó chia sẻ với nhau thực sự, nó tạo một cái không khí học tập thực sự. Thì hồi xưa lớp mình, cái lớp lớp địa lý K25 mình nhớ hoài, là một cái tập thể địa lý du lịch rất là đoàn kết, và các bạn có một cái phong trào và một cái khí thế học tập rất là sôi nổi, nó khiến cho tất cả các thành viên rất là hào hứng học tập từ những cái sự tranh luận và những cái chia sẻ. Đôi khi có những cái giận hờn nhau nhất định, nhưng mà theo thời gian nó cũng không phải là vấn đề lớn nữa, mà quan trọng là trong cái không khí lớp học đó, cái sự gắn kết nó cũng có. Cái kết nối tiếp theo là mình kết nối với thầy cô, vì thầy cô cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm và nhiều cái kiến thức và nhiều cái trải nghiệm thực tế. Thông qua cái kết nối với thầy cô thì tự nhiên trong lòng mình sẽ cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì mình tìm được những cái tiếng nói đồng cảm và thấu cảm với mình đó, thì thầy cô sẽ giúp cho mình tư vấn rất là nhiều điều, nó không chỉ là liên quan đến lĩnh vực học tập không nữa, mà nó liên quan cả đến cái lĩnh vực của cuộc sống và những cái ứng xử trong cái cuộc sống. Và cái kết nối quan trọng nữa là mình kết nối với những cái thế hệ anh chị cựu sinh viên. Các anh chị cựu sinh viên ra trường thì có thể họ làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà mình cũng sẽ giống như mình tầm sư học đạo đó, mình sẽ tìm những anh chị cựu sinh viên mà có cái quan tâm nghề nghiệp gắn với lại cái thực hành nghề nghiệp đúng với cái chuyên ngành mình học tập, và họ có những cái thành công nhất định. Khi mình kết nối với họ được thì tự nhiên mình còn còn cảm thấy an ủi, giống như là mình thấy được rằng là xã hội họ cũng đang sử dụng những cái nguồn lao động giống như mình đang kỳ vọng. Và khi mình kết nối với các anh chị sinh viên như vậy thì mình học được rất là nhiều điều về mặt kiến thức kinh nghiệm, và các anh chị cũng tạo điều kiện rồi mình phải chủ động hơn trong cái việc mình tìm kiếm các cái mối quan hệ học tập á, và tìm kiếm những cái mối quan hệ kinh nghiệm nữa. Thì không thể nào mà mình cứ co mình lại làm nghề du lịch, co mình lại thì rất là khó. Mình phải mở lòng mình ra và mình phải mạnh dạn một chút trong việc kết nối. Thì hồi xưa mình nhớ có những cái giai đoạn là mình cũng phải chủ động đi đến các công ty du lịch để mình tìm hiểu coi là họ đang có những cái chiến lược sản phẩm nào, và mình học những cái buổi học chia sẻ của những cái công ty du lịch đó, kết nối với các cái doanh nghiệp, mình học hỏi rất là nhiều điều. Rồi mình phải chủ động hơn nữa trong cái việc tìm kiếm những cái việc làm mà nó phù hợp với công việc của mình. Tuy nhiên cái việc học tập vẫn là quan trọng nhất trong thời giai đoạn sinh viên như mình nói nha. Cái nhiệm vụ học tập vẫn là quan trọng nhất. Mình đừng đừng có lấy lý do là mình làm thêm hoặc mình xây dựng các kết nối mình lơ là cái việc học. Mình xây dựng từ từ, thì khi mà mình làm mình nhận được một cái công việc nào đó từ thực tập là chính thức á, thì mình phải quan niệm là mình phải làm hết sức và rất có trách nhiệm với công việc đó. Bởi vì sao vậy? Mình làm cái công việc đó không phải chỉ làm cho đối tác có một lần, mà mình phải nghĩ đến cái chuyện họ sẽ có những cái cơ hội mới cho mình trong những công việc trong tương lai. Nếu mình làm tốt và trách nhiệm thì tự nhiên thì cái kết nối đó nó cứ xây dựng và nó được giới thiệu lẫn nhau. Trong ngành du lịch thì mình thấy cái tính giao thoa và tính kết nối nó rất là rộng. Nếu mà bạn làm tốt á, thì tự nhiên rất là nhiều người biết đến mình. Dạ, em rất là đồng ý với anh về quan điểm này là khi chúng ta nhận việc thì chúng ta cần phải trách nhiệm, làm hết sức mình và đặt uy tín lên trên hết. Và em xin phép được nhắc lại một chút xíu về sự kết nối. Thì chúng ta cần tạo sự kết nối với chính người học trong lớp, bạn bè, kết nối với thầy cô, và không chỉ để là có thể là thầy cô chia sẻ về trong học tập mà còn có thể là chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống nữa, rồi là kết nối các thế hệ anh chị sinh viên, cựu sinh viên với nhau. Và chúng ta cần phải mở rộng lòng mình để có thể là chủ động tìm kiếm kết nối các doanh nghiệp. Và em có nghe nói đến là việc chúng ta tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến ngành nghề mà mình đang theo học, thì không biết là mình tìm kiếm những cơ hội đó ở đâu và mình nên tận dụng nó như thế nào ạ? À?
Mình rất là may mắn luôn khi mà mình làm thêm á, thì mình nhớ cái công việc làm thêm của mình khi thời sinh viên, thì mình làm cho một cái tạp chí về du lịch. Tạp chí đó viết chuyên biên tập những cái tin về du lịch, rồi quảng cáo những cái câu chuyện về văn hóa ẩm thực liên quan tới du lịch. Cho nên là mình vận dụng được những kiến thức thầy cô dạy trên trường đó để mình viết báo, rồi mình biên tập một cái tạp chí, thì mình thấy nó rất là phù hợp. Nhưng mà cái may mắn hơn cho mình nữa là khi thời sinh viên mình đã được thực tập với vai trò là một hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist, thì trong cái môi trường đó thì mình cảm thấy rất là may mắn luôn. Những cái bổ khuyết của Sài Gòn Tourist giúp cho mình vững vàng hơn, tại vì ở trong nhà trường thì chủ yếu trang bị về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, nhưng về mặt kinh nghiệm và về mặt nghiệp vụ thì phía công ty họ cũng có những cái lớp tập huấn. Và may mắn là trong thời điểm đó mình vào đúng cái dịp mà công ty đang tổ chức những cái lớp đào tạo nội bộ đó, thì và đặc biệt công ty cũng tạo cơ hội cho mình dẫn tour luôn, từ dẫn tour đi phụ tour rồi đến những cái tour chính thức. Từ thời sinh viên mình đã dẫn những cái tour chính luôn rồi, thì tự nhiên nó làm cho mình như mình dùng cái từ là cảm giác thuộc về với cái nghề nghiệp đó, nó tăng lên, và thế là mình sống với cái công việc đó và với những cái công việc mình làm. Và quan trọng hơn nữa là gì, đối với các bạn sinh viên trường Tiếng Văn á, thì mình thấy cái kiến thức nền nó rất là quan trọng. Với cái kiến thức nền mà mình được học từ nhà trường rồi mình vận dụng nó để mình xử lý tình huống nè, mình thuyết minh cho du khách nè, mình phục vụ du khách nè, thì tự nhiên mình thấy à, những cái mình học á được dùng, mình tức là từ những cái trang sách nó đã trở thành hơi thở của cuộc sống rồi. Và thì ở đây mình cũng có một cái lời khuyên nho nhỏ với các bạn luôn là hãy 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 tăng cường cái cảm giác thuộc về với việc mình làm, thì mình sẽ đặt tâm vào trong đó thôi. Khi mình đặt tâm trí mình vào thì thường mình làm cái gì là hạnh phúc á, thì nó sẽ là cái niềm vui, mà niềm vui thì nó dễ mang đến những cái cảm xúc thăng hoa lắm. Dạ, khi mà mình làm công việc mình yêu thích á, thì mình sẽ không có cảm giác là mình đang làm việc, mà ngược lại sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và thăng hoa với công việc ấy. Anh có chia sẻ là anh nhờ may mắn cho nên là mới có được những cơ hội như vậy. Em nghĩ một phần may mắn, một phần cũng là nhờ anh chuẩn bị rất là tốt. Cho nên là khi cơ hội đến á, là anh tận dụng và nắm bắt nó một cách hiệu quả. Bạn có thể chia sẻ về tour đầu tiên mà anh dẫn dắt được không ạ? Em rất là tò mò. Em tin là các bạn cũng vậy ạ. Cái tour đầu tiên của mình là mình dẫn cho một cái đoàn khách công nhân đi, nhớ không lầm đó là đi Nha Trang. Và Nha Trang là một trong những điểm đến mà lúc nào cũng có khách hết đó. Hay nói cách khác, nó là một trong những cái hành trình tour mà bán được tour nhộn nhịp ngày đêm vào cái thời điểm đó. Và mình cũng có cơ hội được trải nghiệm cái tour đó với lại các với đối tượng khách hàng là công nhân đó, thì mình có những cái sốc văn hóa với họ nhất định. Nhưng mà dần dần mình gần họ và họ gần mình, thì mình thấy mọi thứ nó lại xích lại nhau hơn. Hay nói cách khác là mình đã áp dụng được những kiến thức về mặt tâm lý du lịch đó, đã thuyết phục họ lắng nghe cái bằng thuyết minh của mình và cùng tham gia với cái trải nghiệm du lịch của mình. Và lúc đó mình chỉ là sinh viên thôi, nhưng mà mình bắt đầu mình có những cái quan sát, nhưng mình dùng từ là không dám gọi là mình là tinh tế đâu nha, nhưng mà mình cũng đã bắt đầu hình dung được rằng à, với cái đối tượng khách hàng này thì mình sẽ tiếp cận như thế nào để họ mở lòng ra tiếp nhận các thông tin của mình và phối hợp với mình để cho tour tốt hơn. Thì mình đi cái đoàn khách công nhân ngày đầu tiên thì nó thất bại, bởi vì mình chỉ ra rã nói về kiến thức thôi vì kinh nghiệm mình chưa có. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mọi thứ nó chuyển hóa rất là nhanh, vì mình đã rút kinh nghiệm của ngày thứ nhất. Mình không còn nói nhiều về mặt kiến thức nữa, mà thay vào đó là mình đưa ra các trò chơi, các thông điệp của cuộc sống, và mình hiểu họ hơn, và mình cũng có những cái cách thức để thỏa mãn cái nhu cầu và cái kỳ vọng thụ hưởng của đối tượng khách này. Thì cái tour đó làm cho mình nhớ hoài luôn, nó có nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Nó giúp cho mình tự nhiên từ từ một cái trạng thái lạc lõng với nghề nghiệp và cảm thấy là tại sao mình đã học bài nhiều như thế, mình đã thuyết minh nhiều như thế, nhưng mà khách không hài lòng và khách không hưởng ứng. Nhưng khi mình đã hiểu cái khách kỳ vọng á, thì mình bắt đầu chuyển hóa lại được cái việc làm của mình, thì dần 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 mọi thứ nó tốt đẹp. Thì mình mới thấy được rằng à, giữa trang sách và cuộc đời nó có cái giống và có cái khác, không thể áp dụng một cách cứng nhắc được, tất cả mọi thứ phải linh hoạt. Và linh hoạt không có nghĩa là tùy tiện và không có nguyên tắc, tất cả mọi thứ nó linh hoạt ở trong một cái khuôn khổ và trong những cái nguyên tắc mà hướng đích cuối cùng là gì, để cho khách có những cái trải nghiệm thú vị nhất, ấn tượng nhất trong cái hành trình tour. Thì đó là cái kỷ niệm mà mình cảm thấy nhớ hoài đó. Và giữa trang sách và cuộc đời thì rất là khác nhau và đòi hỏi chúng ta cũng phải là linh hoạt, ứng biến. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta cũng phải là có một khuôn khổ nhất định. Và em có nghe trong phần chia sẻ của anh là một cụm từ mà em rất là ấn tượng chính là tâm lý du lịch. Thì không biết anh thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? Đối với lại cái tâm lý du khách đó, thì cũng may mắn là trên lớp các thầy cô cũng thường xuyên dạy và chia sẻ cái nội hàm này. Thì trong cái
biểu hiện về mặt nhận thức, thái độ và hành vi thói quen của người tiêu dùng á, không phải đối tượng nào cũng giống nhau. Nó khác biệt về mặt giới tính, về độ tuổi, về nghề nghiệp, về vùng miền, về văn hóa, nó khác biệt rất là nhiều thứ, về tôn giáo, về tín ngưỡng nữa. Tức là mỗi một dạng thức của du khách á, mỗi một cái bức chân dung du khách á, nó sẽ khác nhau. Thì trong cái tâm lý đối với lại du khách thì cho mình cái bài học về cái kỳ vọng và cái mong đợi và cái biểu hiện thói quen á, của từng nhóm khách. Thì cái bài học về mặt tâm lý, kiến thức của nó cũng đã, và bản thân của nó đã thú vị rồi, vì nó nghiên cứu về con người và hành vi của con người và nhận thức của con người. Thì tất cả mọi thứ mình cũng thấy chính mình trong đó mà. Mình khi mình học tâm lý thì mình cũng thấy à, đâu đó có cái cá thể, cái tôi của mình trong đó mà. Cho nên mình từ bản thân mình cũng vận dụng, mình suy luận ra à, đối với lại nam giới thì tâm lý làm sao, nữ giới tâm lý làm sao, người sinh viên tâm lý làm sao, công nhân tâm lý làm sao, thì nó rất là hay. Thì những cái kiến thức đó cho mình có một cái độ nhạy bén để khi mình tiếp xúc với khách hàng á, mình có cái ứng xử cho nó phù hợp. Cái ứng xử nó rất là quan trọng, cái ứng xử nó cần mình có một cái sự khéo léo nhưng mà không giả tạo nha. Cái ứng xử nó phải rất là rõ ràng, nó sòng phẳng, nó minh bạch nhưng mà nó không giả tạo, nhưng mà trong đó nó có sự chân thành của nó. Thì mình hãy để cho mọi cái ứng xử nó diễn ra một cách tự nhiên, nhưng mà cuối cùng trong cái ứng xử như vậy thì quả cuối cùng là mình thuyết phục lẫn nhau, mà thuyết phục khách hàng để họ có những cái trải nghiệm tốt nhất, để họ cùng hợp tác với mình. Thì cái môn tâm lý du lịch nó giúp cho mình rất là nhiều cái nền tảng tốt lắm luôn á. Bàn về tâm lý thì chắc có thể là bàn về cả ngày, tại vì cái bộ môn khoa học này nó rất là nhiều cái điều thú vị. Thì chắc mình nói ngắn gọn như vậy thôi. Môn học tâm lý du lịch là một trong những môn học mà các bạn cần phải nắm thật là tốt để sau này khi mà các bạn không chỉ là ứng dụng trong ngành du lịch mà còn cái lĩnh vực khác nữa cũng rất là cần để chúng ta có thể là nắm bắt được tâm lý khách hàng, xử lý tình huống một cách khéo léo và cũng như đáp ứng được những nhu cầu mà khách hàng mong muốn nữa. Vừa rồi thì chúng ta đã trải qua phần chuyên mục mài sắc với những lời chia sẻ, những câu chuyện, hành trình, những trải nghiệm rất là thú vị đến từ anh Đức Minh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Nên Kim. Những nước mà anh đã đi á cũng rất là nhiều, thì không biết là anh có thể chọn ra một nước mà anh ấn tượng nhất và lý do tại sao anh lại ấn tượng với nước đó ạ? Cái quốc gia mà mình ấn tượng nhiều nhất đó nha, cái có thể là mỗi quốc gia sẽ có cái ấn tượng riêng đó. Nhưng mà cái quốc gia để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất và sau này nó trở thành một trong những cái động lực để cho mình nghiên cứu và mình thực hành những cái dự án để phát triển du lịch tại Việt Nam đó, đó chính là mình đến Dubai, UAE. Khi mà mình đến Dubai thì mình quan sát thì thấy ở đây họ có một cái thực hành diễn ngôn rất là hay. Họ khiến cát phải nở hoa để làm du lịch. Tức là cái cách họ làm du lịch là họ luôn luôn có những cái vận động sáng tạo và luôn luôn đổi mới sáng tạo để làm sao biến một cái quốc gia không giàu về mặt tài nguyên, có cát, có nắng và có gió, và mình hay nghe đến UAE đó là về dầu khí, nhưng mà cái câu chuyện về cảnh quan và về mặt tài nguyên thiên nhiên thực sự gắn với du lịch đó, nó không nhiều, nhưng mà quốc gia này đã trở thành một trong những quốc gia khá là thịnh vượng và biết cái cách khai thác và phát triển du lịch. Nó đánh đúng cái phân khúc của cái câu chuyện khai thác phát triển du lịch đối với những cái dòng sản phẩm nó cao cấp, nó hiện đại, và có những cái trải nghiệm nó cũng rất là bản địa và địa phương luôn. Thì mình đến đây mình mới thấy được rằng nó hòa vào giữa cái tri thức khoa học kỹ thuật và cái tri thức vốn có của bản địa để làm du lịch đó, với cái thông điệp cát phải nở. Thì mình thấy là họ đã vượt khó, họ đã biến những cái điều bất lợi trở thành những cái điều có lợi cho đất nước. Thì mình thấy đó là một cách nhìn nó rất là lạc quan và cực kỳ nó có thông điệp để khích lệ mình đó. Cho nên sau này mình hay được kể câu chuyện này cho rất là nhiều cái bài chia sẻ của mình ở các nơi, để thấy được rằng là cái ý chí con người và cái sự sáng tạo của con người nó rất là quan trọng để góp phần kích thích cho các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội phát triển thịnh vượng và bền vững của đất nước. Trước đó thì em cũng được nghe các anh chị nói rất là nhiều về đất nước Dubai, và ngày hôm nay được nghe anh chia sẻ nữa thì lại càng thôi thúc em sự mong muốn, sự tò mò để có thể là đến đất nước Dubai để có thể khám phá và xem thử là Dubai tại sao có thể là khiến cát phải nở thành hoa như vậy. Và nếu mà như sau dịch anh thì anh mong muốn là anh sẽ đến đất nước nào tiếp theo ạ? Mình chưa được đi Ai Cập cho nên mình rất là mong có dịp được đi Ai Cập, tại vì cái câu chuyện về kim tự tháp và pharaoh hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến nền văn hóa sông Ninh đó,
mình được học từ những cái trang sách mà rất là nổi tiếng về lịch sử văn minh của thế giới và nhân loại, thì mình có một cái cảm xúc đặc biệt dành cho Ai Cập, tức là cái niềm háo hức ấy. Thì hy vọng trong tương lai mình cũng sẽ có dịp mình đến đến Ai Cập, đó là cái quốc gia mà mình mong đợi để trong tương lai. Dạ, với việc đi nhiều nước như vậy và mỗi nước thì em nghĩ thì cũng có những đặc trưng và bản sắc riêng. Thì không biết là anh có thể chia sẻ về những điều mà anh đã lĩnh hội và học hỏi được từ các nước đó không ạ? Mình trải nghiệm nhiều thứ chứ, và mình lĩnh hội rất là nhiều thứ. Tại vì mình làm về nghề du lịch á, cho nên cái quan sát của mình là mình vẫn nhìn nhận cái sự tinh tế trong nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, và có những cái phải để cho tự nhiên để làm cho để làm du lịch, tức là mình học được cái cách làm á, mình lĩnh hội được cái cách làm du lịch. Cách làm du lịch của họ rất là tinh tế, nó rất là tự nhiên, nhưng có cái nghệ thuật sắp đặt thì họ làm rất là bài bản. Vậy thì mỗi một cái trải nghiệm cho mình một cái câu chuyện và một cái bài học bổ ích, để mình biết được rằng là đối với nhiều quốc gia trên thế giới, so về mặt tài nguyên du lịch đó thì cũng không đa dạng, và không 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 nếu nếu như không muốn nói là nó đặc sắc như Việt Nam, nhưng cái cách họ làm du lịch đó nó rất là tinh tế, bài bản và rất là sáng tạo. Thì mình học được cái cách và cái tinh thần của họ. Mình không học cái mô hình y chang, nhưng mà mình học được cái tinh thần vượt khó, cái tinh thần sáng tạo của họ, để trong những cái dự án mà mình triển khai tại Việt Nam á, thì nó sẽ làm sao nó giữ được tính bản sắc của văn hóa địa phương này, nhưng mà nó cũng mang hơi thở của cả nhân loại trong đó nữa. Thì mỗi mỗi một chuyến đi mình đều quan sát cái cách làm du lịch cả, từ những cái chi tiết nhỏ nhất cho đến những cái tầm vĩ mô. Thì cái câu chuyện khai thác và phát triển du lịch nó mênh mông bao la bát ngát lắm, nhưng mà mỗi một cái quốc gia thì có quốc gia mình học về cái cách họ thiết kế một cái quầy hàng lưu niệm như thế nào, có quốc gia mình học cái cách họ tổ chức một cái bài thuyết minh trên xe như thế nào, có quốc gia thì mình học cái cách họ thiết kế một cái nhà vệ sinh thân thiện với môi trường như thế nào, có quốc gia thì mình học được cái cách họ khai thác cái tài nguyên bản địa để xây dựng những cái trải nghiệm cho du khách như thế nào. Thì mình cứ tích hợp từ 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 từ, từ như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình mang y chang cái mô hình và mình trộn lẫn tất cả mọi thứ lại, nhưng mà mình về mình chọn lọc cái tinh thần và cái thông điệp nào nó phù hợp với cái bối cảnh của địa phương và Việt Nam, thì mình tích hợp vào trong cái trải nghiệm và cái dịch vụ đó. Thì mỗi quốc gia đều 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 mình thấy quốc gia nào cũng rất là hay luôn, quốc gia nào họ cũng có cách làm du lịch rất là thú vị và tinh tế và khá là độc đáo đó. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng có nhiều cách làm thú vị chứ không phải không, nhưng mà cũng cần thiết để bổ sung thêm làm sao cho cái trải nghiệm của du khách đó, nó thật sự là ấn tượng và nó để lại nhiều cảm xúc và nó nâng tầm vị thế của đất nước mình lên. Và mỗi nước đều có những điều hay, những điều độc đáo mà chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần giữ những bản sắc của riêng nước Việt Nam chúng ta, hòa nhập chứ không hòa tan, đúng không ạ? Và như em được biết thì anh cũng đóng vai trò là một người thầy giảng dạy các bạn khoa du lịch, không chỉ ở riêng trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mà còn nhiều trường đại học khác nữa. Thì theo anh thì nhận ra thì ưu điểm, những điểm mà nổi bật của các bạn và những điều mà hạn chế các bạn là gì ạ? Đối với lại các bạn sinh viên du lịch nói chung thì mình dạy khá là nhiều trường, trong đó có trường nhân văn của mình. Thì khi mình thấy các bạn sinh viên chọn vào hành học du lịch rồi đó, thì mình thấy đa phần các bạn có rất là nhiều lợi thế luôn. Đa phần là các bạn rất là hoạt ngôn, các bạn khá là tự tin. Ngoại hình của các bạn thì mình dùng cái từ rất là chuyên nghiệp á, nó không phải là đẹp đẹp theo kiểu là về mặt bề ngoài đâu, nhưng mà nó cũng được đầu tư rất là đàng hoàng về về mặt hình ảnh, và nó có những cái mình tạm dùng cái từ giống như là nó có những cái đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản ấy, về cái sự tin tương tức này và cái sự ngăn nắp. Thì mình thấy những cái tính cách của các bạn nó cũng là cái nổi bật. Rồi mình thấy sao nữa ha, các bạn sinh viên du lịch thì năng động, khá là năng động, mình thấy các bạn năng động và các bạn có tư duy phản biện và tư duy sáng tạo khá là tốt. Mình thấy khi mà mình chia sẻ với các bạn hay mình gợi mở một vấn đề cho các bạn tranh luận á, thì mình thấy các bạn cuốn vào cái bài tranh luận nó rất là sâu sắc. Rồi thế mạnh của các bạn bây giờ mình nghĩ nó cũng là một cái cơ hội do công nghệ mang lại đó, là các bạn rất giỏi về mặt công nghệ. Mình thấy là các bạn có cái tri thức và cái kỹ năng về 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 công nghệ nó khá là tốt. Cái tiếp cận công nghệ của các bạn nó cũng khá là ổn. Còn về mặt chưa được hả,
về mặt chưa được, mình không biết phải diễn tả sao ta. À chắc có thể là vẫn là do kinh nghiệm thôi, có thể là các bạn chưa cọ sát thì cái kinh nghiệm của các bạn nó cũng chưa thể thể, thể nhiều được. Nhưng mà trong tương lai thì dần dần mọi thứ đó nó sẽ được lấp đầy theo thời gian thôi, thì cái đó là cái hạn 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 chế nhiều nhất. Nhưng mà mình thấy như thế này, à, có lẽ là do cái sự bùng nổ của khoa học công nghệ và internet ấy, các bạn có vẻ là mình cảm nhận thôi nha, có vẻ là không phải tất cả nhưng mà phần đông các bạn đang dựa dẫm nhiều những cái thông tin ở trên internet mà các bạn chưa đào sâu kiến thức từ sách. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái tư duy và một cái chiến lược chọn lựa việc học tập cho nó phù hợp hơn, là nên đọc sách nhiều hơn. Tại vì kiến thức từ sách vở là cái kiến thức tâm huyết và được cô đọng bởi bởi cái người viết, họ viết một cuốn sách thì nó đòi hỏi cái độ tin cậy, độ chính xác và cả cái tâm huyết và biết bao nhiêu là cái tâm tư ở trong cái cuốn sách đó. Nó mở ra rất là nhiều nhiều điều. Thì mình thấy các bạn có vẻ là, mình không dám dùng từ là các bạn lạm dụng công nghệ mà các bạn quên sách vở, nhưng mà cái thói quen thôi, có thể là công nghệ nó quá tiện lợi đi cho nên là cái việc đọc sách nó giảm xuống. Nhưng mà mình hy vọng là dù công nghệ nó có phát triển tới đâu đi chăng nữa thì những trang sách vẫn rất là quý. Mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp cận cái sách vở. Rồi trong cái quan sát là mình thấy sao nữa ha, à có lẽ là một trong những cái hạn chế nữa là do các bạn cũng chưa tương tác nhiều á, cho nên trong cái thế ứng xử và cái quan hệ ứng xử thì có vẻ là nó cũng cần phải rèn luyện thêm để nó trở nên tinh tế và bài bản hơn. Thì đó là một vài cái mà mình thấy thấy nó nổi bật cho sinh viên du lịch nói chung đó nha. Còn riêng sinh viên du lịch trường Nhân Văn trường mình thì cái chất lượng đầu vào quá rất là tốt, điểm rất là cao, cho nên các bạn có một cái tinh thần học tập và một cái thái độ học tập mình thấy rất là quyết liệt, và các bạn có một cái độ rất là nhạy bén trong cái việc mà phân tích các vấn đề. Và cái chất lượng đầu vào như vậy nó cũng khiến cho cái không khí lớp học nó cũng diễn ra nó cũng 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 sôi nổi và nó cũng rất là chất lượng. Thì riêng sinh viên trường Nhân Văn có cái lợi thế như thế. Thì mình trong nhiều, nhiều nhiều đối tượng sinh viên giảng dạy thì mình thấy mình có một cái tình cảm rất là đặc biệt với sinh viên Nhân Văn, có lẽ do mình là người người Nhân Văn, nhưng mà với các bạn sinh viên khác thì mình cũng rất là yêu quý nha. Và mình cũng 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 rất là thấy được rằng là có nhiều chuyện nhiều bạn mình rất là ngưỡng mộ luôn á, về kiến thức, về tư duy. Vậy thì những cái điểm sáng như vậy thì mình cần nghĩ là các bạn sẽ nên được nhân rộng ra và giới thiệu rộng rãi. Nhìn chung thì các bạn sinh viên hiện nay thì rất là năng động, nhiệt huyết, và nhưng bên cạnh đó thì điều mà các bạn thiếu như anh nói lúc đầu á, khó khăn lớn nhất vẫn là kinh nghiệm, thì cái này cũng một phần cần thời gian. Và anh có chia sẻ là khoa học công nghệ ngày nay rất tiến bộ, ngoài việc các bạn là tiếp thu tìm hiểu ở trên internet thì các bạn cũng nên đọc sách, thì không biết là anh có thể giới thiệu một vài quyển sách đến các bạn để các bạn có thể tìm đọc không ạ? Tại vì ngày nay rất là nhiều đầu sách khác nhau thì đôi khi là các bạn cũng chưa có biết là nên lựa quyển sách nào là phù hợp, là cần thiết với mình nhất á. À, đối với sách du lịch thì rất là nhiều các cái đầu sách khác nhau á, thì mình thấy có nhiều cái cuốn nó liên quan đến cái kiến thức nền các bạn cũng cần phải biết, ví dụ như cuốn Thiên nhiên Việt Nam của tác giả Lê Bá Thảo. Nếu mà các bạn học về chuyên ngành hướng dẫn và chuyên ngành quản trị lữ hành đó, các bạn muốn hiểu hơn về địa lý Việt Nam thì các bạn có thể đọc cái cuốn Thiên nhiên Việt Nam của tác giả Lê Bá Thảo, hoặc là cuốn Địa lý Việt Nam của tác giả Vũ Tự Lập, để các bạn có thể hiểu hơn về 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 câu chuyện địa lý. Còn về văn, nó nói đến du lịch là kiến thức về văn hóa lịch sử cũng rất cần thiết, thì mình thấy cái cuốn sách Văn hóa vùng và vùng văn hóa của tác giả Ngô Đức Thịnh cũng rất là hay. Các bạn có thể tìm đọc thêm những cuốn đó. Để làm sao vậy thì mình cần phải trang bị cái lớp 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 kiến thức nền. Cái kiến thức nền thì nó giúp cho mình hình dung được là việc tiếp cận một cái địa bàn và một cái không gian điểm đến đó, nó cần có một cái thông tin cơ bản. Từ cái thông tin cơ bản đó thì mình sẽ có những cái thông tin chuyên sâu kỹ lưỡng hơn. Còn các cuốn sách về du lịch thì mình thấy nó rất là mênh mông và rất là nhiều. Thì các bạn có thể tìm những cái từ khóa liên quan đến cái loại hình du lịch hoặc là sản phẩm du lịch cũng như các hoạt động du lịch mà các bạn có thể quan tâm, các bạn tìm 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 kiếm. Sách về du lịch nó nhiều lắm. Các bạn có thể quan tâm đến một số cái từ khóa quan trọng ấy. Thì mình thấy là có thể ngoài sách du lịch ra thì mình, như mình nói ban đầu á, du lịch nó là một cái ngành tổng hợp mà nó vận dụng cái tri thức của rất là nhiều ngành khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái cuốn sách của các cái tác giả về đối với cái ngành khoa học xã hội và nhân văn nữa. Tại vì trong cái tiếp cận nghiên cứu và thực hành du lịch bây giờ á, thì mình vẫn tiếp cận theo hướng là tiếp cận liên ngành. Cái góc
cử nhân và gốc cao học của mình thì mình học về địa lý và địa lý du lịch, nhưng khi mình học tiến sĩ mình lại học về dân tộc học chẳng hạn như vậy, thì cái góc nhìn của mình là về đất nước, về con người, về tài nguyên thiên nhiên, về tài nguyên nhân văn, nó sẽ rộng hơn. Còn còn cái câu chuyện mà gợi ý thì chắc mình sẽ nó ngắn gọn như vậy thôi, tại vì sách vở thì nó rất là nhiều cái sách khác nhau, cái quan tâm của các bạn cũng khác nhau á. Đây cũng sẽ là những gợi ý rất là bổ ích cho các bạn, trang bị cho các bạn kiến thức hành trang để có thể là vào nghề, tìm hiểu thêm về ngành mình theo đuổi. Và những ngành du lịch thì ở Việt Nam và cả trên thế giới thì rất là phát triển, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thì bị ảnh hưởng và tác động rất là nhiều bởi dịch bệnh Covid-19. Thanh có thể chia sẻ về những ảnh hưởng của dịch bệnh đến ngành du lịch của Việt Nam, cũng như là bức tranh sau đại dịch sẽ như thế nào ạ? Thì theo quan sát của mình sau 4 lần dịch ra đó, đặc biệt là sau cái đợt dịch thứ tư sau cái ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2021 á, thì du lịch Việt Nam gần như là chạm đáy. Nhiều công ty du lịch phải đóng cửa, nhiều cơ sở lưu trú không có vận hành được, và nhiều nhân viên du lịch phải chuyển ngành và có một cái đời sống nó rất là khó khăn. Phải nói là như vậy, cái tình hình của du lịch nó rơi vào một cái trạng thái chạm đáy và nó đóng băng đó. Vậy thì trong một cái đợt đi khảo sát địa bàn để có cái động thái phục hồi cho ngành du lịch đó, thì mới cách đây vài ngày mình đi thị trường Đà Lạt thì mình thấy bắt đầu nó có những cái dấu hiệu của du lịch đang được phục hồi trở lại. Mình thấy du khách bắt đầu cũng đi tham quan, nó không ồ ạt, nó không đông đúc, nhưng mà bắt đầu nó có những cái dấu hiệu đó. Vậy thì tất cả mọi thứ nó cần có một cái sự bắt đầu thì nó mới phục hồi lại, và đặc biệt là du lịch nó sẽ rất là khó khăn đó. Nó khó khăn trong cách thức quản lý và nó khó khăn trong một cái bối cảnh mới. Và một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng trong cái bối cảnh mà khai thác phát triển du lịch hiện nay đó là tiêu chí đảm bảo an toàn. Và trong cái tiêu chí đảm bảo an toàn thì nó là hàng loạt các cái biện pháp vừa phòng vừa chống, và vừa có những cái biện pháp mà gắn liền với lại ứng phó tình huống, gắn liền với lại cái dịch bệnh đó. Thì nó đòi hỏi ngành du lịch và những người làm trong ngành du lịch phải tích hợp thêm nhiều kiến thức để làm sao những cái sản phẩm mình đưa đến cho khách hàng nó thực sự là an toàn. Và trong cái tâm thế đi du lịch mới thì cái sản phẩm nó phải rất là ấn tượng nữa. Hồi xưa nó đã ấn tượng rồi thì bây giờ nó phải đẹp hơn, nó ấn tượng hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì du khách có một cái chuyến đi bây giờ nó rất là khó khăn chứ nó không thuận lợi như hồi trước. Họ phải cân nhắc rất là nhiều thứ, cả về mặt tài chính, cả về mặt thời gian, cả về mặt người đồng hành, cả về mặt lịch trình và rất là nhiều thứ nữa. Cho nên khi họ đã trải nghiệm điểm đến thì cái điểm đến phải chăm chút hơn, để làm gì? Để thỏa mãn cái nhu cầu kỳ vọng cao hơn của du khách. Và mình cũng phải gỡ những cái tâm lý, giống như là họ mang một cái tâm lý lúc nào cũng coi mình lại lo lắng trước những cái rủi ro mà đi du lịch như vậy, thì cái tâm lý thụ hưởng nó sẽ không thoải mái. Vậy thì cái người làm dịch vụ và du lịch cũng phải khéo léo để làm sao trong cách mình ứng xử, mình phục vụ, mình đảm bảo khoảng cách, mình giữ an toàn, mình thực hiện theo đúng nguyên tắc 5K, nhưng mà mình không khiến cho du khách cảm thấy thực sự là căng thẳng, và du khách thực sự được thả lỏng để có những cái trải nghiệm của mình. Vậy thì cái du lịch sau đại dịch và trong cái bối cảnh đại dịch và sau này á, thì mình nghĩ cái chất lượng và cái độ tinh tế nó lại càng phải cao hơn nữa. Nhưng mà nhìn những cái mặt rất là tiêu cực của dịch thì mình lại nhìn có một cái hướng thôi thì tích cực tí xíu. Dịch bệnh diễn ra cũng là dịp cho các hệ sinh thái nó phục hồi, theo mình nghĩ là nó cũng có thời gian cho các cái khu điểm du lịch, đặc biệt là các cái điểm du lịch cảnh quan sinh thái tự nhiên và nông nghiệp á, có thời gian để hệ sinh thái nó phục hồi và nó tái tạo, và có thời gian để cho đội ngũ nhân viên lao động họ hình dung nên những cái sản phẩm mới, họ ấp ủ ra những cái dịch vụ mới để phục vụ cho du khách tốt hơn. Hay nói cách khác là để chúng ta cùng nhau vượt khó, để những người làm trong ngành du lịch vượt khó và cùng 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 dắt tay nhau bước lên một cái vị thế mới để mình chinh phục những cái nấc thang mới trong ngành du lịch. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp thì gần như là ngành du lịch là về cơ bản là đóng băng, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những giải pháp có tính xu hướng cao như là du lịch online. Không biết anh có thể chia sẻ thêm về mảng này không ạ? Du lịch mà gắn với thực tế ảo thì ở thế giới đã bắt đầu phát triển trước cả đại dịch cơ, chứ không phải là trong đại dịch họ mới phát triển. Họ vừa sử dụng những cái app, sử dụng những cái phần mềm, sử dụng những cái công cụ để quảng bá hình ảnh của địa phương và tích hợp công nghệ đó. Thì trong cái bối cảnh người ta gọi là cái nền kinh tế cảm ứng thấp đó, tức là hạn chế cái sự tiếp xúc đó, thì công nghệ nó đóng một vai trò rất là quan trọng để giải quyết hàng loạt các cái thủ tục, và nó phá đi những cái rào cản mà
mà có thể chứa những cái nguy cơ rủi ro có thể lây lan cho cái tình hình mà dịch bệnh diễn ra căng thẳng á, thì cái du lịch thực tế ảo hay nói cách khác là du lịch thông minh nó cũng là một trong những cái chắc chắn sẽ diễn ra trong cái bối cảnh của thế hệ tương lai rồi. Vậy thì những cái nền tảng, những cái sức mạnh của công nghệ nó có phát triển đến thế nào đi chăng nữa, như mình nói đó, du lịch là nghề bán cảm xúc mà, công nghệ nó không sẽ không thay thế được cái con người thật. Nó có phát triển mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì con người thật làm trong ngành du lịch vẫn đóng vai trò quan trọng, hay nói cách khác cái đội ngũ nguồn nhân lực trong ngành du lịch đó vẫn đóng một vai trò rất là quan trọng để truyền tải những cái thông điệp của du lịch. Người ta sẽ không thể nào chỉ có tiếp xúc với máy móc và công nghệ mà người ta quên đi cái câu chuyện là tiếp xúc giữa người với người. Vậy thì trong một cái bối cảnh nhất định, trong một cái hoàn cảnh nhất định, công nghệ nó sẽ thay thế cái vị trí và vai trò con người, nhưng mà về cơ bản thì theo cái quan điểm cá nhân của anh thì anh thấy là cái gì thì cái, con người làm du lịch và những người nhân viên trong cái đội làm du lịch vẫn rất là quan trọng. Mình không phủ nhận vai trò của công nghệ, nhưng mà mình không dựa vào công nghệ để có thể thay thế hoàn toàn cái lực lượng lao động trong ngành du lịch được. Thì đó là cái xu thế mà mình nghĩ là Việt Nam thì bắt đầu cũng đã có những cái áp dụng rồi đó. Việt Nam mình bắt đầu có những cái áp dụng gắn liền với tăng cường thực tế ảo và du lịch thông minh. Điển hình giống như là cái hội chợ của du lịch thành phố Hồ Chí Minh mình này, đang diễn ra trên cái nền tảng ảo này. Thì đó là một trong những cách làm nó phù hợp với lại cái bối cảnh đại dịch. Nhưng mà trong tương lai gì thì gì, kết nối giữa con người với con người lẫn nhau trong ngành du lịch đó nó vẫn rất là quan trọng. Công nghệ ngày nay thì phát triển quá là hiện đại rồi, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải ưu tiên việc tiếp xúc giữa con người với con người. Tại vì con người với nhau thì sẽ có tạo nên những cảm xúc, những sự khác biệt trong đó. Và cuối chương trình thì không biết anh có thể gửi những điều anh tâm đắc hay là lời khuyên đến các bạn đang theo đuổi và quan tâm đến ngành du lịch không ạ? Đối với các bạn sinh viên hoặc là các bạn học sinh đang muốn học ngành du lịch, hoặc là các bạn sinh viên có ý định mà học ngành du lịch, hoặc là các bạn đang theo học ngành du lịch đó, hoặc là bất cứ ngành học nào thôi, mình nghĩ nó cũng có một vài cái lời khuyên như như sau. Ai cũng có một cái chiến lược lựa chọn để mình thành công, thì các bạn phải có một kế hoạch học tập, bạn phải có một cái chiến lược lựa chọn để mình biết cái nào là nhiệm vụ trọng yếu, cái nhiệm vụ nào là nhiệm vụ quan trọng và cái gì là cần thiết để mình thực hành trong giai đoạn mình là sinh viên để bổ trợ nghề nghiệp cho mình. Tức là mình phải có một cái chiến lược học tập, chứ mình không thể nào mà học tập theo kiểu là để cho mọi thứ nó diễn ra rất là thụ động, tức là mình phải chủ động trong việc học tập của mình. Còn đối với lại ngành du lịch thì đòi hỏi mình phải mạnh dạn trong giao tiếp, mình phải tự tin, nhưng mà mình không 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 tự cao nha, và mình không tự cao thái quá. Tức là mình bắt đầu hình thành nên một cái thói quen quan sát, lắng nghe và tinh tế trong cái ứng xử. Tại vì đối với cái lĩnh vực du lịch đó, cái ứng xử nó rất là quan trọng luôn, nó quyết định thành công của cái nghề nghiệp rất là cao luôn, trong giao dịch, trong giao tiếp, trong việc triển khai sản phẩm và dịch vụ. Cái ứng xử là một trong những cái điều kiện mà nó quyết định đến thành bại của công việc. Mình nghĩ nhiều công việc khác cũng vậy, chứ không phải là du lịch. Mà đã làm du lịch thì cái văn hóa ứng xử và cái văn hóa giao tiếp nó lại càng là quan trọng. Cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải trau chuốt và chúng ta phải 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 phải, phải trau dồi á, cái kỹ năng này. Còn về kiến thức thì mình nói thiệt là nó rất là mênh mông á. Đối với ngành du lịch, kiến thức mình nói thiệt, mình càng học nha, trong cái kinh nghiệm của mình á, thì khi mình làm nghề du lịch đó, cho đến bây giờ mình vẫn học, thì càng học mình lại càng thấy mình chẳng biết gì nhiều. Cho nên kiến thức nó mênh mông lắm, mình học rồi mình mới thấy tự nhiên sao kiến thức nó mênh mông, nó bao la. Nhưng mà thôi, mình đừng hoang mang với điều đó, mình hãy xem là mọi thứ nó đều có kết quả xứng đáng khi mà mình đầu tư mà nó bài bản, mình đầu tư mà có chiến lược, thì cái kết quả nó sẽ có cái kết quả như mong đợi đó. Mình cũng quan sát có nhiều bạn sinh viên bây giờ rất là giỏi nha, có nhiều bạn cũng rất là giỏi, nhưng đa phần các bạn bây giờ thì không biết phải dùng từ sao ta, có vẻ là cái tâm lý giống như học tín chỉ để qua môn rồi cho xong công việc rồi xong nhiệm vụ học tập á, thì cái tâm lý nó để cho mọi thứ nó buông buông lơ như vậy, và nó buông trôi một cách rất rất là không kiểm soát về mặt chiến lược như vậy á, thì nó rất là tiếc. Cái khoảng đời của mình cho đến ngày hôm nay á, thì mình thấy cái khoảng đời sinh viên rất là đẹp. Ngoài việc học thì các bạn hãy hãy tận dụng những cái thời gian là sinh viên á, để mình kết nối với bạn bè tốt hơn, kết nối với thầy cô tốt hơn. Tại vì đây là cái thời rất là đẹp luôn, thời đẹp của cả một đời người. Cho nên hãy
hãy tận dụng nó để có những cái khoảnh khắc đáng sống tốt nhất. Và cái nhiệm vụ đã đến trường là học tập thì mình phải nghĩ cho ai? Mình nên nghĩ cho những cái người mà đã đầu tư cho mình học tập, là ba mẹ của mình hoặc là những người thân của mình. Mình học tập không phải là cho cá nhân mình nữa đâu, theo tôi nghĩ là như vậy, và mình học tập cho cái sự kỳ vọng tương lai của những người yêu thương mình nữa. Cho nên mình phải cố gắng học tập thôi, và cái nhiệm vụ gì thì nhiệm vụ, trong cái giai đoạn sinh viên hãy cố gắng học tập thật là tốt, ít nhất là đừng để nợ môn cái đại qua môn, và được nữa thì có những kiến thức chuyên sâu để có thành tích học tập thật là tốt. Mình học không phải giống như là một con mọt sách mà mình học để mình lĩnh hội thực sự á. Mình phải có một cái cảm giác giống như là cái việc học nó giống như một cái sự đầu tư gì đó, nó đầu tư để cho mình có một cái nền tảng chắc chắn để mình bước vào đời. Người ta hay nói là cái hành trang ấy. Thì cái người trang bị và chắp cánh hành trang cho các bạn là thầy cô. Thì thông qua chương trình mình rất là cảm ơn thầy cô trường Nhân Văn, cảm ơn thầy cô khoa địa lý và thầy cô khoa du lịch, thầy cô khoa nhân học là những người đã trực tiếp giảng dạy mình. Mình phải nói là mình rất hạnh phúc và rất là may mắn khi mà mình có một cái chiến lược học tập khi mình chọn lựa trường Nhân Văn để được học. Và trong cái thời gian mà mình được học tập và làm việc tại Nhân Văn cũng như là có những kết nối với Nhân Văn á, lúc nào mình cũng tự hào về thương hiệu Văn Khoa và thương hiệu Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thấy đây là một cái môi trường dung dưỡng cho mình nhiều cảm xúc, và mình tin là các bạn đang có một cái cơ hội học tập trong cái môi trường giàu truyền thống, giàu kinh nghiệm, với cái năng lượng tích cực của thầy cô và bạn bè, thì các bạn sẽ có những kết quả học tập rất là đáng khích lệ. Thì thông qua chương trình xin được gửi lời cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều, và chúc cho quý thầy cô cũng như các bạn sinh viên, các anh chị cựu sinh viên, các anh chị học viên cao học và nghiên cứu sinh đó, sẽ luôn luôn là bình an, khỏe mạnh, và làm việc gì thì cũng sẽ có những cái thành công. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ là giọt nước trong biển cả mênh mông của kiến thức. Em cũng thấy vậy, cũng cảm giác mình càng học thì mình thấy mình càng nhỏ bé và kiến thức quá là nhiều đi. Đòi hỏi là bản thân mình cần phải học tập và luôn trau dồi, cập nhật những kiến thức mới, có chiến lược học tập đúng đắn, cũng như là trau dồi những kiến thức, kỹ năng cần thiết như là về giao tiếp, về khả năng lắng nghe, biết quan sát, cũng như là ứng xử sao cho khéo léo và phù hợp. Một lần nữa em cảm ơn anh Đức Minh rất là nhiều vì đã nhận lời mời để đồng hành cùng với podcast Người Nhân Văn Mài Sắc Nên Kim. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì Trà My xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những podcast tiếp theo. Xin chào.